Inter đuối sức trong cuộc đua Serie A, thua 0-1 trên sân Bologna ở vòng 24 Serie A. Inter gần như không còn cơ hội trong cuộc đua vô địch khi kém đầu bảng Napoli tới 18 điểm. Trong điều kiện thi đấu không lý tưởng, mưa lớn, mặt đất ẩm ướt và gió mạnh lạnh cóng, chủ nhà Bologna kiểm soát 47% thời lượng nhưng vẫn tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 12, Musa Barrow dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì Nico Dominguez đã ở thế việt vị và chắn tầm nhìn của thủ thành Andre Onana. Trong tình huống ngay trước đó, Luis Ferguson dứt điểm chạm tay Matteo Darmian trong vòng cấm. Nhưng khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài nhận định hậu vệ Inter để tay ở vị trí tự nhiên và không cho Bologna hưởng phạt đền. Ít phút sau, Andrea Cambiaso dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến Onana không thể bắt dính.